Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Apple Channel Minh Hùng Review đây. Và đúng như tựa đề của video này thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đập hộp và trên tay cho anh em một chiếc gaming phone đúng nghĩa trong tầm giá 4 triệu. Đây là sản phẩm đến từ nhà Nubia. Mà Nubia thì anh em đã biết rồi, chuyên làm những dòng gaming phone như kiểu là Red Magic 789 gì đó. Đấy, thì mình cũng đã có làm rất nhiều video trên tay review những con điện thoại gaming phone đến từ nhà Nubia rồi. Tuy nhiên, những con gaming phone đấy thì anh em cần phải bỏ thêm số 1 ở trước số 4 là khoảng tầm mười mấy triệu thì anh em mới mua được gaming phone. Còn với con gaming phone này thì nó đánh mạnh vào cái phân khúc đó là gaming phone giá rẻ, là mức giá anh em bỏ ra cho em nó chỉ khoảng tầm đâu đó khoảng tầm hơn 4 triệu mà thôi. Và mình tin chắc rằng nếu anh em thiên về phần hiệu năng, cần một cái hiệu năng thật sự là mạnh thì đây sẽ là một chiếc điện thoại không thể bỏ qua. Đây là Nubia Neo 4G. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá một cách chi tiết hơn về em nó nhá. Và sản phẩm này sắp được mở bán rồi các bạn ạ. Cụ thể hơn thì thời gian mở bán của nó sẽ từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9 nhá. Còn bây giờ thì đến với nội dung chính trong video ngày hôm nay. Ở phần intro mình chưa nói đó là con Nubia Neo 4G này. Thì thực ra nó là phiên bản Neo 5G ở thị trường Trung Quốc. Đó, và khi mà về Việt Nam thì nó được đổi tên lại thành Neo 4G. Nhưng mà nó vẫn sử dụng chip 5G và cấu hình của nó vẫn tương tự như là bản Neo 5G ở thị trường Trung Quốc nha. Và con này sẽ là hàng chính hãng và được bảo hành đầy đủ cho anh em, nên là cũng an tâm hơn so với cái việc là chúng ta mua hàng xách tay. Và phần mềm các thứ thì cũng sẽ có đầy đủ tiếng Việt luôn, nên là về vấn đề đấy các bạn sẽ yên tâm nhá. Rồi, vì nó là gaming phone nên quả hộp của nó rất là gaming. Hộp thì làm khá gọn, các bạn thấy không ạ? Những cái đường nét rất là Red Magic, rất là gaming ở đây. Các bạn sẽ có một cái hộp màu đen nhám nhám này, Nubia này và gaming phone. Và có tận là 4-5 chữ gaming phone ở khắp cái hộp của sản phẩm này, chứng tỏ đây là một sản phẩm gaming phone thật sự, chứ không phải là gaming phone trên tên của nó. Và ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành đập hộp luôn. Thì bên trong cái hộp của con Nubia Neo này thì các bạn sẽ có ở phía trên đó là một cái ốp lưng, cũng như là các bạn sẽ có tập sách hướng dẫn sử dụng. À, ở trong tập sách hướng dẫn sử dụng của nó thì sẽ có một số cái thẻ bảo hành của ZTE. Cơ bản thì Nubia là công ty con của ZTE nha các bạn. Và ZTE là một công ty rất lớn ở thị trường Trung Quốc, làm về mạng di động, viễn thông rồi là các thiết bị di động vân vân. Ốp lưng của nó sẽ là dạng ốp silicone. Đấy, nhìn cũng đẹp và hoàn thiện sản phẩm thì cũng khá là ok. Và với con Nubia Neo thì nó đang có ở phía trên ở đây những cái thông tin sản phẩm nổi bật của nó, như là chip rất là mạnh này, đấy, màn hình 120Hz này, RAM tận là 18GB nha các bạn. Đó, và con này là build for game. Mình sẽ để em gaming phone này sang một bên và chúng ta cùng nhau khám phá về phần phụ kiện nhé. Ở bên dưới thì mình thấy nhà Nubia họ làm rất chỉnh chu ở cái phần đóng hộp, anh em thấy không ạ? Đó, hộp của những dòng điện thoại khác thì nó sẽ sâu hết toàn bộ nội thất luôn, có gì đấy. Nhưng mà với con này thì những cái phụ kiện của nó đều đóng hộp một cách rất cẩn thận. Những phụ kiện của nó thì đều được đóng hộp trong những cái hộp nhỏ. Và ở đây các bạn sẽ có củ sạc này. Củ sạc của chúng ta sẽ có công suất là 22.5W, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là Quick Charge nha các bạn. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ có về phần cáp sạc. Và cũng như là ở đây thì các bạn sẽ có luôn cả là về que chọc SIM. Nó sử dụng cái tiêu chuẩn là USB 2C chứ không phải là Power Delivery C2C đâu nha anh em. Còn với chiếc Nubia Neo này thì đúng như cái DNA của nhà Nubia Red Magic từ xưa bây giờ, đó là thiết kế phần mặt lưng của nó, thiết kế của con điện thoại này thì nó rất là gaming. Thì cần nhìn vào thôi là đã thấy ấn tượng về phần thiết kế của em này rồi. Trông nó rất giống cái hình nền của con Red Magic thời xưa đấy các bạn. Đó. Và cái mặt lưng của nó thì vẫn làm được từ chất liệu là nhựa nha các bạn. Và với cái mặt lưng này thì nó sẽ hơi bám mồ hôi vân tay một chút xíu. Tuy nhiên thì anh em có ốp lưng mà, chúng ta có thể đeo vào. Đó, nó sẽ hơi phẳng phẳng và nó thiết kế giống trend của những chiếc điện thoại trong thời điểm hiện tại. Cụm camera kép của nó thì sẽ được làm khá là gọn gàng. Đó, và khung viền của con này thì nó sẽ là hơi vuông một chút xíu. Nhưng mà do tổng thể chiếc máy này khá là mỏng, nên là cầm con này vào trong tay thì mình thấy là nó không phải là quá cấn. Và kích thước màn hình của nó không phải là quá to, nên là trải nghiệm cầm nắm sử dụng của em này thì mình thấy ok. Và đặc biệt nó là một dòng gaming phone nên là vẫn sẽ được trang bị đầy đủ, đặc biệt là jack cắm tai nghe 3.5 ở đây. Các bạn sẽ có cổng sạc Type-C và các bạn sẽ có loa ngoài. Rất tiếc là loa của em này sẽ là loa đơn. Nếu như là loa kép nữa thì thực sự là sẽ tốt hơn rất nhiều. Đó, và cái jack cắm tai nghe mới là cái điểm đáng hay này. Gaming phone ấy thì nó sẽ thiết kế cái phần jack cắm tai nghe nó công thái học nhất có thể. Khi mà chúng ta cầm nóng trong lòng bàn tay thì nó sẽ không bị cấn bởi cái jack cắm tai nghe này. Tuy nhiên thì cái phần loa nó sẽ đẩy xuống phía dưới, nên là khi chúng ta cầm che quá thì cái phần loa nó sẽ bị giảm thiểu cái âm thanh. Rồi,
Còn về cái phần phím bấm ấy, thì bên phải các bạn sẽ có phím nguồn tăng giảm âm lượng. Đấy, các bạn cũng sẽ có luôn cả phím vân tay ở đây. Còn về phần mặt trước ấy, thì với con Nubia Neo này thì nó sẽ được trang bị màn hình là IPS LCD 6,6 inch, độ phân giải của nó sẽ là Full HD Plus và tần số quét của nó sẽ là 120Hz. Nói chung á, điểm cộng của màn hình này ấy, là kích thước của nó sẽ to vừa đủ, nên là các bạn nào mà kiểu chúng ta cần một cái màn hình nó không phải quá to, không phải quá nhỏ thì đây là một kích thước phù hợp. Và độ sáng của nó thì cũng ở cái mức là vừa đủ khi mà chúng ta sử dụng trong điều kiện trong nhà hoặc là trời có nắng nhẹ một chút xíu. Cái quan trọng nhất là tần số quét màn hình cao 120Hz trên em này, thì khi mà mình trải nghiệm thì mình thấy mượt thật anh em ạ. Có thể đây là sự kết hợp từ cái phần cứng đến cái phần mềm, và nó cho khả năng xử lý khi mà mình chuyển app này, đóng mở app này, nó mượt hơn rất nhiều so với những con điện thoại màn hình 120Hz trong phân khúc. Cái này không nói phét nha, anh em cần thì có thể trải nghiệm sẽ thấy được điều này. Và có một cái duy nhất cái điểm trừ đến cái màn hình này, đó là nếu như nó sử dụng màn hình kiểu dạng đục lỗ thì tốt hơn. Ở đây thì Nubia Neo sử dụng cái màn hình dạng giọt nước, thế nên là về cái phần trải nghiệm sử dụng với cái phần giọt nước này thì mình thấy nó chưa được ok lắm. Còn đến với yếu tố phần mềm, đây là sản phẩm điện thoại đến từ nhà Nubia. Và về phần mềm thì giao diện của chiếc máy này nó thiêng về hướng giao diện gaming. Chúng ta có rất nhiều icon theo cái dạng gaming này. Sự tùy biến trên con này thì nó cũng khá là ít. Nó không có tùy biến gì quá sâu, mà cái quan trọng nhất ở đây, cái giao diện của sản phẩm này và cái phần mềm của sản phẩm này hướng đến đó là tập trung dành cho anh em game thủ, nên những tính năng liên quan đến cái phần game như là GoPer để có thể là thêm những cái thiết bị bên ngoài vào của nhà Red Magic như quạt tản nhiệt, tai nghe, tay cầm chơi game này, hoặc là anh em có phần như là không gian trò chơi Game Space ở đây này, anh em chỉ cần vào thôi đó thì nó sẽ búp cái hiệu năng trở nên mạnh hơn và nó sẽ tối hóa hơn trong quá trình của chúng ta chơi game. Ngoài ra nữa thì nó sẽ có những cái phần như là không gian riêng tư để anh em có thể là cất những thứ mà các bạn không muốn người khác biết vào đây này. Nói chung là với phần mềm của con này thì nó làm ở mức là rất đơn giản, tinh gọn và cũng như là rất là mượt mà. Và quan trọng nhất là tập trung cho anh em game thủ thì phải gọi là cực kỳ ngon luôn. Đấy, và chiếc máy này hiện tại thì nó cũng đang chạy cho mình cái giao diện gần như là mới nhất trong thời điểm hiện tại. Đó là cái hệ điều hành là MyOS ở phiên bản Android 13. Nên là về phần trải nghiệm thì gần như là mình thấy không thua kém gì so với lại những chiếc điện thoại khác cả. Còn nói đến về cái phần hiệu năng của chiếc máy này ấy, thì đây là một chiếc máy có một cái hiệu năng rất mạnh và đúng với tên gọi của nó là một chiếc gaming phone thực sự trong phân khúc giá, chứ không phải là một chiếc điện thoại phổ thông. Tuy là chiếc máy này nó được trang bị một con chip nghe tên thì khá là lạ, nhưng cái hiệu năng của nó thì anh em đừng có chê nha. Đây là con chip Unisoc T820. Trước đây thì anh em từng biết đến cái thương hiệu này với những con như là T606, T616 hoặc là dạ như thế rồi. Và con T820 là một con chip mạnh và nó nằm ở phân khúc cận cao cấp. Thì đây là một con chip 5G, nhưng mà về Việt Nam thì nó đã bị cắt cái băng tần 5G đi rồi các bạn ạ. Cái này thì mình thấy nó cũng không quá quan trọng, tại vì cơ bản thì anh em ở Việt Nam cũng có mấy ai dùng được 5G đâu. Và mình nghĩ rằng tương lai gần tầm 2-3 năm tới thì cái 5G nó vẫn chưa là một cái gì đấy có phải gọi là quá thực dụng. Còn về cái hiệu năng thực sự của chip Unisoc T820 này mang lại ấy, thì nó mạnh hơn các bạn nghĩ nha. Nó được khoảng tầm 472.000 điểm AnTu ở phiên bản V10. Tức là với cái số điểm hiệu năng như thế này thì hiệu năng của nó phải ngang ngửa với những con như là Dimensity 1080 hoặc Snapdragon 695 5G. Nên về phần sức mạnh ở trong phân khúc từ 4 đến 5 triệu thì con này gần như là con chip có hiệu năng mạnh nhất mà các bạn có thể tìm thấy trong phân khúc giá hàng chính hãng rồi. Và quan trọng nhất, cái option RAM và ROM của nó rất là lớn khi chúng ta chỉ có một phiên bản duy nhất, đó là 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Con này còn có một khả năng nữa, đó là mở rộng RAM ảo lên tận là 10GB. Như vậy tổng cộng ấy, là các bạn sẽ có tận 18GB RAM, 256GB bộ nhớ trong. Tuy nhiên thì cái mà 18GB đấy thì nó sẽ mang nhiều tính chất là marketing là chính. Còn thực tế thì cái chúng ta hay dùng nhất và thường dùng nhất vẫn là cái dung lượng RAM cứng của thiết bị này. Và mình thấy rằng 8GB thì quá đủ, còn 256GB bộ nhớ trong thì vẫn là quá thừa cho anh em. Còn nói về cái hiệu năng của con chip là Unisoc T820 thì sao? Mình cũng sẽ so sánh nhẹ một chút xíu với những con điện thoại khác trong cùng phân khúc đi. Thì tầm này các bạn chỉ có con chip là Snapdragon 685, tầm này các bạn chỉ có con chip là Helio G99, thì mình tự tin khẳng định rằng con này nó sẽ mạnh hơn rất nhiều so với Snapdragon 685. Còn so với Helio G99 ấy, thì con chip Unisoc T820 này nó vẫn nhỉnh hơn về phần hiệu năng và nó vẫn nhỉnh hơn về phần độ họa nha. Cụ thể thì với con chip Snapdragon 685 các bạn chỉ bật được PUBG là 30fps, còn Helio G99 các bạn chỉ bật được là 40fps. Còn với chiếc máy này
ở tựa game PUBG các bạn có thể bật được tối đa là HDR cộng với 40fps hoặc là mượt cộng với 60fps, thì đây là một trong những con điện thoại hiếm hoi ở trong tầm giá có thể làm được điều này. Nó không chỉ bật được mà nó còn chơi ngon nữa các bạn ạ. Tại vì cơ bản tờ game PUBG mình cũng đã có test thử rồi, mình chơi ra khoảng tầm là 3-4 trận thì tất cả đều duy trì cái mức FPS trung bình rất cao là 59.4 FPS. Và các bạn thấy không ạ, những sự drop FPS trong cái quá trình mà mình chơi game ấy thì gần như là không có, FPS duy trì khá là đều, và nếu có thì nó chỉ có drop 2-3 FPS thôi. Nhìn cái thanh FPS này thôi thì mình đã thấy rằng là chim ưng với cái phần thể hiện của con chip Zunitox T820, mặc dù đây là một con chip rất là lạ. Còn nếu như anh em hỏi về những tựa game như là Liên Quân hoặc Tốc Chiến nó chơi có ngon hay không, thì con này sẽ bật được ở cái mức là max setting và không bật được HD 60fps. Nói chung là chơi rất mượt từ đầu trận tới cuối trận và FPS của nó một cây thẳng tắp luôn. Đó, còn với tựa game Tốc Chiến ấy, thì mình cũng đã bật được là max setting, rất tiếc là không thể bật 120fps. Tuy nhiên thì với cái mức là 60fps thì anh em đã thấy rằng là nó đủ ngon rồi. FPS, thanh FPS khi mà mình đo bằng phần mềm ProDoc ấy, nó rất là chuẩn, FPS rất đều và có trong một trận thì nó chỉ có diễn ra tình trạng drop 1-2 lần thôi, nhưng mà toàn drop thấp khoảng tầm vài FPS, nó không drop sâu. Đó, kể cả tựa game Genshin Impact thì mình cũng đã có test chơi thử rồi, mình chơi nó ở cái mức là cực thấp cộng với lại 60fps. Ban đầu thì mình thay đổi setting một chút xíu nên là cảm giác nó hơi lag một chút xíu, nhưng 1-2 phút trở sau thì nó bắt đầu ổn định và nó sẽ duy trì FPS từ khoảng tầm 35-45fps. Và chơi tựa game Genshin Impact trong phân khúc tầm tiền nhé, thì mình thấy rằng là với chiếc máy này nó cũng đang có được một cái hiệu năng chơi Genshin Impact là tốt nhất. Tại vì với những con như là Helio G99 này hoặc là Snapdragon 685 thì mình tin chắc rằng vào tựa game Genshin Impact nó chỉ chơi được hai mấy 30fps là căng. Còn con này mặc dù drop FPS rất nhiều nhưng mà FPS trung bình của nó là 43.6fps anh em ạ. Còn về nhiệt độ ấy, thì nó cũng sẽ có một chút nhỉnh hơn so với con chip là Helio G99 hoặc Snapdragon 685 nha. Tại vì hiệu năng của nó sẽ mạnh. Khi mà em này mình đo được khoảng tầm là 43 độ ở phần mặt sau và 42 độ ở phần mặt trước. Nói chung ấy, là nó cũng không phải gọi là quá nóng. Đó, tại vì cơ bản là chơi game những game như thế mà nó nóng khoảng tầm 42-43 độ là ok rồi. So với Helio G99 thì Helio G99 nó sẽ nóng khoảng tầm 40-41 độ, như vậy nó chỉ nhỉnh hơn 1-2 độ thôi. Đó, và cái này ấy, thì anh em có thể xử lý được rất đơn giản bằng cái quạt tản nhiệt của Red Magic. Red Magic ngoài làm điện thoại gaming phone ra còn làm rất là nhiều những phụ kiện như tay cầm chơi game, quạt tản nhiệt. Thì nếu như anh em cảm thấy rằng cái nhiệt độ này nó nóng quá thì có thể là gắn thêm quạt tản nhiệt vào, nó sẽ giải quyết được mọi vấn đề và cũng như là đẩy cái hiệu năng của chiếc máy trở nên mạnh hơn. Và khi mà chơi game ấy, thì mình thường xuyên dùng một tính năng mà chỉ có trên dòng điện thoại gọi là phân khúc tầm cao của Red Magic, đó là cái tính năng sạc nhánh. Tức là nếu như anh em chơi game, anh em có thể cắm sạc vào, sau đó vào game space bật tính năng sạc nhánh lên thì nó sẽ sử dụng nguồn điện trực tiếp từ cái củ sạc và không thông qua pin, nên là hạn chế được tình trạng chai pin. Đây là điều mà gần như là điện thoại tầm trung giá rẻ thì gần như là khó có thể làm được, và chỉ có trên những con điện thoại cao cấp hoặc là trên những con gaming phone thôi. Ngoài ra, đến với phần camera thì đây không phải là một điểm gì quá nổi bật ở trên Nubia Neo. Tại vì cơ bản thì con này tập trung vào phần hiệu năng là chính, nên là cái phần camera của con này thì nó nằm ở mức là tạm được thôi. Camera sau của nó là 50 chấm, camera trước của nó là 8 chấm. Thì các bạn có thể xem qua những tấm ảnh mà mình đã chụp được, mình đã test được ở trên con Pova Neo này. Nhìn chung ấy, thì cái chất lượng của nó ở mức là tạm ổn, và so với những dòng điện thoại trong tầm tiền thì nó cũng sẽ ở cái mức là 19-10. Chi tiết khá ok, màu sắc hoặc chụp ảnh trong điều kiện đủ sáng thì vẫn ngon. Đó, có chăng là những điều kiện như là chụp ảnh ngược sáng hoặc thiếu sáng thì con này chắc chắn nó sẽ không bằng so với lại những con điện thoại phân khúc tầm cao hơn. Chứ còn trong cùng tầm tiền thì nó cũng chỉ được như thế này thôi anh em ạ. Còn về phần camera selfie thì con này camera selfie là 8 chấm. Và các bạn đã biết rồi, Nubia thì về phần camera selfie trước giờ nó không phải là điểm cộng. Đó, nói chung là chất lượng chụp ảnh selfie thì ở cái mức là dùng được. Còn chi tiết hoặc là chất lượng hoặc màu sắc về khả năng làm đẹp thì chưa ngon lắm. Về cái phần là pin thì em này nó là gaming phone nhưng mà được trang bị một viên pin không phải quá trâu. Các bạn sẽ có viên pin là 4500mAh và các bạn sẽ có sạc nhanh là 22.5W. Nếu như chiếc máy này được nâng lên viên pin là 5000mAh và có sạc nhanh 33W thì nó là một con máy rất tuyệt vời. Còn đây, mức pin của nó là 4500mAh thì nó chỉ ở mức gọi là vừa đủ thôi. Đó, nó không quá dư, nó không quá thừa.
Và công nghệ sạc nhanh 22,5W thì nó cũng không phải là một công nghệ quá nhanh. Nói chung là so sánh với những dòng điện thoại trong tầm tiền thì có thể là nó sẽ thua kém một chút xíu ở khoản này. Về thời gian sử dụng pin ấy, thì con này có thể dùng liên tục được đâu đó khoảng tầm là 6 đến 7 tiếng nếu như các bạn sử dụng những tác vụ đan xen, dùng 4G các thứ. Còn nếu như các bạn tập trung vào khả năng chơi game ấy, thì con này có thể cày được trên dưới 4 giờ. Tùy vào các bạn chơi game nặng hay là chơi game nhẹ thì mình thấy rằng với mức dung lượng pin như thế thì nó ở cái mức là vừa đủ, nó cũng không phải quá ít. Mà nếu mà nó nói là pin trâu thì chưa hẳn là trâu. Rồi, như vậy trong video ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau review về Nubia Neo. Với chiếc điện thoại này thì thực sự mình bất ngờ về cái khoản phần mềm hỗ trợ những tính năng gaming của nó, đặc biệt là về khoản sạc nhánh. Và cái bất ngờ tiếp theo nữa đó chính là về phần hiệu năng. Khi mà trong tầm giá bây giờ anh em kêu là chán Helio G99 rồi đúng không? Thì bây giờ đã có con chip Zuntox T820, hiệu năng của nó rất là mạnh và thậm chí còn mạnh hơn cả Helio G99. Nếu anh em muốn có thêm những cái lựa chọn về một chiếc điện thoại để chuyên chơi game, hoặc là muốn có thêm một chiếc điện thoại có thiết kế rất là ngầu, có màn hình 120Hz, thì có thể tham khảo chiếc Nubia Neo này nhá. Đối với mua hàng của sản phẩm này thì mình sẽ để ngay phần mô tả và bình luận của video này. Đương nhiên là với chiếc này thì nó vẫn có một vài cái điểm trừ trong tầm giá mà mình cũng sẽ chia sẻ nốt cho các bạn, như là màn hình giọt nước này, loa đơn này và pin của nó thì không quá trâu. Ok, anh em nghĩ sao về chiếc máy này? Đừng quên comment để lại cái nhận xét. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video sau. Bye bye anh em.